Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Nội Twitter. Ngày hôm nay đã là ngày 11 Tết và chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau ở đây để bàn về những sản phẩm gây được ấn tượng cũng như là những sản phẩm còn gây nhiều tranh cãi trong năm 2019 vừa qua. Và ở ngay bên cạnh mình đây là bạn Tuấn Anh, là một bạn đã khá quen mặt với các bạn trong những bài đánh giá tổng hợp như này rồi. Và Tuấn Anh với tư cách là cái người luôn luôn chạy bài benchmark cũng như là những người trực tiếp làm những bài kiểm tra trong những video của Nội Twitter, thì em có đánh giá như thế nào về thị trường máy tính trong năm vừa qua? Vâng, quả thực năm 2019 vừa qua thì thị trường máy tính là một năm tuyệt vời của thị trường máy tính. Và đặc biệt là cái bước đột phá của AMD ở trong thị trường máy tính. Và đáp trả lại những cái bước đột phá này thì gần như Intel không có cái động thái gì trong năm vừa qua. Và đi kèm cạnh đó là giá RAM với cả SSD thì giảm rất nhiều trong năm vừa rồi. Nó đem lại cho người dùng cái lợi ích rất là lớn khi mà có thể nâng cấp máy tính với cái mức chi phí gần như là rất là rẻ. Ngoài việc là có những chiếc CPU mới thì năm vừa qua AMD cũng có thêm những sản phẩm card đồ họa và nó khiến cho thị trường card đồ họa nó trở nên rất là sôi động. Vậy thì chúng ta hôm nay thì cũng sẽ cùng nhau điểm lại những cái sản phẩm mà đã gây được ấn tượng tốt cũng như là ấn tượng gọi là còn gây nhiều tranh cãi trong năm vừa qua. Thì ở trên bảng của chúng ta ngày hôm nay là những sản phẩm như vậy và hầu hết chúng đều có những cái bài review đánh giá riêng rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì cũng sẽ không là thừa khi chúng ta sẽ có một cái video, một cái bài nói chuyện cùng với bạn để tìm hiểu xem là những cái lợi và cái hại hay những cái gì chưa được của chúng trong năm vừa qua. Vâng. Thì đến với sản phẩm đầu tiên thì không có gì khác, đó là chiếc Ryzen 7 3700X, là một chiếc CPU khá nổi bật trong năm 2019. Nó không phải là Ryzen 5 3600 hay là những tên quá khủng như là 3950X hay là 3990 vừa mới ra mắt trong CES 2020 vừa qua. Mà bởi vì tại sao? Bởi vì là 3700X là một sản phẩm có một cái mức giá khá là rẻ. Nó chỉ hiện tại đang có mức giá là trên 8 triệu đồng một chút thôi. Nhưng nó có 8 x 16 luồng xung đơn nhiệt cực kỳ cao. Và nếu mà theo bà đánh giá trong năm vừa qua của chúng ta khi mà so sánh nó với 9700K đấy, thì nó đã có một cái kết quả khá là tốt, mặc dù là khi đó thì Windows như BIOS như là cái phần mềm của Adobe vẫn chưa tối ưu hóa hoàn toàn cho AMD. Thì với giá của CPU Ryzen 7 3700X này thì mình nhớ là giá nó rẻ hơn so với i7 9700K khoảng 1 triệu đồng. Nhưng bây giờ hiện tại là hơn 1 triệu đồng đấy. Hơn 1 triệu đồng. Nhưng những gì thực sự con CPU này đem lại cho người dùng thì mình cảm thấy nó rất là ấn tượng. Vì Hà Nội Công Tơ bọn mình đã có một bài mà đánh giá về cái sản phẩm này so trực tiếp với cả Core i7-9700K. Và gần như là cái hiệu năng làm việc với các bộ phần mềm Adobe thì kết quả cho ra là tương đương nhau. Và trong một vài bài test thì cái kết quả nó có cao hơn CPU i7. Thì mình nghĩ đây một sản phẩm vô cùng đáng giá trong năm vừa rồi. Và với những cái bản cập nhật BIOS mới này, những bản Windows mới thì mình cảm giác là hiện tại đối với Intel thì cái việc cạnh tranh với chiếc 3700X này nó đang cực kỳ khó khăn. Với nhất là với điều kiện là với chiếc i9-7700K hiện tại nó đang có giá là gần 9 triệu rưỡi, còn so với một chiếc AMD Ryzen 7 3700X nó chỉ có giá là 8.399.000 thôi. Thì cái cuộc đấu đá giữa cái phân khúc trung cấp này nó đang trở nên cực kỳ khốc liệt và cảm giác là cái lợi thế nó vẫn đang nghiêng về AMD hơn. Về cơ bản thì chúng ta đã từng được một lần sử dụng một chiếc CPU khác của AMD, Ryzen 5 3600 trong những cái buổi livestream rồi. Tại vì là ngày hôm đó chúng ta thay thế một chiếc máy sử dụng 9400F bằng con 3600. Và cái kết quả ngày hôm đó nó cực kỳ khả quan khi chúng ta cùng nhau livestream đến tận hai kênh Facebook này và một kênh YouTube mà không có một cái vấn đề gì, không có cự lag gì trong cái ngày hôm đó cả. Đúng rồi. Thì quả thực là CPU Ryzen năm nay mình thấy so với Intel đã có cái bước chuyển biến khá là rõ rệt. Khi mà ngay cả từ CPU Ryzen 5 3600, mình khi mà so sánh với cả 9400F thì cảm giác như cái CPU này nó mạnh hơn 9400F khá là nhiều. Vì từ cái tác vụ livestream hay là kể cả trong quá trình benchmark chơi game thì mình cảm giác như là cái CPU đó nó có cái sức mạnh rất là đáng nể. Gần như là trong các tác vụ chơi game thì cái mức CPU load kể những game nặng nhất thì nó chỉ đến mức 60-70%. Và trong khi đó thì nếu mà sử dụng 9400F thì có thể là cái mức CPU load phải lên đến 80, cao hơn. Đấy, thì mình nghĩ là cái sản phẩm Ryzen series 3000 năm nay thực sự làm rất là tốt. Và
đặc và cái con CPU được nhiều người ưa chuộng nhất và được bán rộng rãi nhất trên thị giới không gì khác chính là chiếc CPU ở trên bàn đây, đó chiếc Ryzen 7 3700X. Để thêm thông tin cho các bạn thì ở tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, đây là một trong những chiếc CPU được bán chạy nhất và đặc biệt đối với Ryzen 7 3700X, kể cả khi các bạn đặt hàng online thì cũng khá là khó để mua được nó. Cho nên rằng là đó là một cái bằng chứng cho thấy rằng là đây là một sự thành công rất lớn của AMD trong năm 2019 vừa qua, và nó xứng đáng đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách những sản phẩm gây ấn tượng nhất trong cái thời điểm mà chúng ta đang cận kề năm mới như thế này. Thì nếu mà nói về 3700X cũng như Ryzen 3000 thì chúng ta cũng không thể nào mà không nhắc đến những sản phẩm đối địch lại của Intel. Mặc dù là Intel trong năm vừa qua không có một cái động thái cũng như là không có một cái công nghệ mới nào gây thật sự gây được ấn tượng cho người tiêu dùng, nhưng mà họ đã có được những cái doanh số của họ vẫn khá là ok khi mà họ đã cho ra mắt lại những sản phẩm cũ từ năm 2018. Và đặc biệt thì như Tuấn Anh mình vừa trao đổi thì đó chính là chiếc 9100F. Mà 9100F thì ở đây các bạn cũng đã thấy nó xuất hiện trên mặt bảng chúng mình. Thì thực chất nó là một con 8400 được ra mắt vào năm 2018 nhưng đã bị lược bỏ đi nhân đồ họa tích hợp, và nó được bán ra với mức giá rẻ hơn rất là nhiều so với cái phiên bản tiền nhiệm của nó là chiếc i5-8400. Đúng rồi, như nãy thì mình vừa nói là CPU 9400F về mặt hiệu năng thì có thể kém so với 3600, nhưng về mặt giá thành đây thì chắc chắn trong cái tầm giá đó không có CPU nào đánh bại được cái con 9100F này, vì với mức giá chỉ hơn khoảng 3 triệu đồng một chút thôi thì đây có thể khẳng định là một cái CPU có mức hiệu năng trên giá thành cao nhất thì hiện tại. Nếu mà để xét về thời điểm cuối năm 2018 thì chúng ta đã có thể thấy rằng là đây là một cái bước chuyển mình rất lớn của Intel. Không biết Tuấn Anh có nhớ không, bởi vì là cuối năm 2018 chúng ta có một cơn sốt giá CPU Intel. Đúng rồi. Và cái thời điểm đấy thì chúng ta để mua được một chiếc i5-8400 chúng ta phải bỏ ra đến tận gần 7 triệu đồng mới có được CPU i5-8400. Cái mức giá gần 7 triệu đồng mình nghĩ là một cái mức giá quá cao so với cả cái thời điểm bây giờ. Đấy thì thời điểm hiện tại thì chỉ hơn 3 triệu một chút cho con CPU 9400F thì các bạn sẽ phải đánh đổi là sẽ phải lược bỏ đi, Intel đã lược bỏ đi cái nhân đồ họa tích hợp. Nhưng mà trong cái điều kiện mà các bạn sử dụng CPU này để chơi game và các bạn game thủ ấy thì cái nhân đồ họa tích hợp đấy gần như là không có tác dụng, bởi vì cái nhiệm vụ chính xử lý hình ảnh vẫn là các bạn sẽ phải sử dụng một cái card đồ họa rời. Cho nên là con 9400F này mình thấy là cực kỳ phù hợp cho các cái bạn game thủ với cái mức chi phí vừa phải. Tuy nhiên thì cũng phải nói lại một tẹo, đấy là khi mà một người họ muốn có một chiếc máy đa năng một chút, họ muốn có một chiếc máy họ có thể làm việc được nhưng mà họ vẫn có muốn chơi game thì chiếc 9400F này có lẽ là không phù hợp, vì nó đã bị lược bỏ đi mất nhân đồ họa tích hợp rồi. Và đối với những ai là những bạn sinh viên, những cái bạn mà đang muốn mua cho mình những chiếc máy mà có một cái chi phí vừa phải nhưng mà vừa có thể làm việc được, vừa có thể chơi game được, thì có lẽ 9400F không phải mình lựa chọn ok dành cho các bạn. Đấy, thì đơn giản nó không có hỗ trợ công nghệ Intel Quixing, thứ cực kỳ cần thiết khi các bạn nhận render video. Đúng rồi. Thì về các cái tác vụ xử lý hình ảnh hay kể các tác vụ mà bạn xem video ở chất lượng cao như những video 4K thì cái nhân đồ họa tích hợp này nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc xử lý giải mã các cái code của video. Và nói về Intel Quixing thì nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể xem lại video mà so sánh giữa 3700X và 9700K của mình, thì sẽ thấy rằng là ở một số tác vụ, đặc biệt là tác vụ khi mà các bạn render video để up lên YouTube, cái profile mà phổ biến nhất dành cho YouTube, thì chiếc 9700K với sự hỗ trợ của Intel Quixing nó vẫn cho một kết quả tốt hơn so với chiếc Ryzen 3000. Và nếu các bạn đang có nhu cầu mà làm một cái bộ máy đơn giản để up video YouTube hoặc là làm một cái edit video nó một đơn giản một tẹo, thì các bạn nên cân nhắc giữa việc lựa chọn giữa một cái con CPU có nhân đồ họa tích hợp của Intel và một con CPU không có nhân đồ họa tích hợp như thế này. Nó sẽ là một cái điều rất quan trọng khi các bạn sử dụng máy tính về lâu về dài. Cái quyết định ở các bạn thì phụ thuộc vào công việc của các bạn, và các bạn có thể chọn được cái CPU tùy thuộc vào cái ngân sách này và cái công việc của mình. Và đó là những tất cả những gì bọn mình muốn nói về chiếc i5-9400F. Dù gì thì nó vẫn là một sản phẩm gây được ấn tượng rất tốt trong năm 2019 vừa qua, và nó là một trong những chiếc CPU được bán với số lượng cực kỳ nhiều tại hệ thống quản động Twitter. Điều này thì không thể phủ nhận rồi.
Và nói đến việc hiệu năng trên giá thành tốt thì không ai là không thích một sản phẩm có một cái giá thành nó vừa túi tiền nhưng mà đem lại hiệu năng tốt. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với một sản phẩm tiếp theo, nó cũng có mang một cái tiêu chí như vậy, đó không gì khác là chiếc Thirtec 1660 Super. Đúng rồi, thực ra là kể bản thân mình vậy thôi, khi mà lựa chọn một cái mẫu phần cứng, ví dụ là các đồ họa thì lúc nào cũng sẽ quan tâm đến cái vấn đề là hiệu năng trên giá thành tốt nhất. Đấy thì cái theo mình ấy, đấy là cái suy nghĩ của đại đa số mọi người khi mà lựa chọn cái phần cứng máy tính. Thì đối với các đồ họa đây của mình 1660 Super thì đây một cái sản phẩm mới ra mắt của NVIDIA trong năm vừa qua, với cái mục tiêu là để thay thế cho cái dòng 1660 Ti. Và một cái điểm hay của 1660 Super, nó ra mắt từ thời gian cách đây khá gần, nó ra mắt tháng 10 năm 2019 thôi, và cách đây chỉ khoảng 3 tháng. Đúng không? Cách đây khoảng 3 tháng thôi. Và cái dòng sản phẩm này khi mà so với cả thế hệ trước thì ở đây một phiên bản nâng cấp, đặc biệt là hệ thống VRAM đã được nâng lên bộ nhớ GDDR6 và có cái băng thông lớn hơn rất nhiều so với cả thế hệ VRAM cũ là GDDR5 ở trên chiếc Thirtec 1660, đúng không ạ? Thì về cơ bản thì số nhân CUDA và ở bên trong thì tương đương với cả phiên bản 1660, nhưng khi mà đã được nâng cấp lên bộ nhớ thế hệ mới này thì nó cho cái băng thông cao hơn rất là nhiều, và từ đó sẽ giải quyết được vấn đề là nghẽn ở cái khâu băng thông này. Đấy thì như bọn mình đã đánh giá, cái hiệu năng của con 1660 Super này có thể nó nói là tương đương với cả 1660 Ti. Và với mức giá bán của nó đã rẻ hơn so với cả 1660 Ti là rất nhiều, là hơn 1 triệu đồng. Hiện tại thì để các bạn sở hữu được một chiếc 1660 Super thì các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 7 triệu đồng thôi. Và đã có được những chiếc 1660 Super rồi. Thì như tối nay đã nói, nó là một phiên bản hoàn hảo hơn của chiếc 1660. Nó cho một hiệu năng tốt hơn, băng thông bộ nhớ lớn hơn, và đặc biệt là khi các bạn chơi game thì các bạn sẽ có được một hiệu năng tương đồng với cả 1660 Ti. Thì về video đánh giá riêng của 1660 Super thì bọn mình cũng đã có ở trên channel của Nội Vương Tơ rồi. Nếu các bạn đang có nhu cầu xem lại video đó để biết thêm về những cái thông tin chi tiết về cái sản phẩm cực kỳ tuyệt vời này thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại cái video đánh giá chi tiết của mình ở trong clip video mà trên kênh của Nội Vương Tơ đang sở hữu. Thì nếu mà nói về cả màn hình để gọi là ấn tượng và về mặt hiệu năng trên giá thành thì cũng không thể nhắc đến một cái tên cực kỳ nổi bật trong năm vừa qua, đó chính là chiếc AMD RX 570. Chiếc RX 570 thì trái với rất nhiều gọi là tin đồn về những chiếc về số lượng hàng hóa của RX 570 thì năm vừa qua bọn mình đã Hà Nội Winter đã có một cái động thái là luôn luôn giữ được cho những số lượng của RX 570 luôn luôn là sẵn hàng trong kho của bọn mình. Và đến thời điểm hiện tại thì nếu các bạn vẫn đang có ý định mua một sản phẩm như thế này thì nó vẫn có rất nhiều hàng Hà Nội Winter, và nó là sản phẩm mới 100% và được bảo hành 36 tháng. Thì đây là một cái sự cố gắng rất là lớn từ phía công ty Hà Nội Máy Tính Hà Nội để mang đến cho các bạn một cái sản phẩm mà có một hiệu năng giá thành cực kỳ tốt như thế này. Thực ra RX 570 thì là dòng sản phẩm đã được ra mắt từ trước đấy, khoảng thời gian trước đấy. Từ tận năm 2017. Đúng rồi. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì cái điểm nổi bật nhất của sản phẩm này là mức giá thành. Cái mức giá thành thì hiện tại cái mức giá thành với hiệu năng mà sản phẩm RX 570 đem lại cho người dùng cũng rất tốt. Tương tự như là CPU i5-9004 thì đây cũng là một cái sản phẩm thể gọi là hot trong năm vừa rồi tại Hà Nội Winter. Mình số lượng sản phẩm bán ra rất là nhiều. Và về cái khả năng sử dụng thực tế thì mình cũng đã có những cái bài kiểm tra và đánh giá trực tiếp khi mà sử dụng 570 để chơi các tựa game, ví dụ như các tựa game bao gồm cả tựa game online và tựa game offline. Thì cái kết quả cho ra mình thấy là với cái tầm tiền này nó rất là hợp lý. Và để sở hữu một chiếc RX 570 hiện tại thì các bạn chỉ cần phải bỏ ra khoảng hơn 3 triệu đồng thôi, và nó vẫn có thể đáp ứng tốt cho các bạn tất cả các tựa game online cũng như là offline ở thời điểm hiện tại với một cái mức setting phù hợp. Nó không phải là một sản phẩm mà các bạn có thể mang về để gọi là cắm vào và chơi với cái cách là max setting và không cần nhìn cấu hình đâu. Tuy nhiên mà nếu các bạn không có yêu cầu quá cao về mặt trải nghiệm cũng như là nhìn ngắm ở trong cảnh vật trong game thì một chiếc RX 570 vẫn sẽ là một sản phẩm cực kỳ đáng giá ở trong thời điểm mà cận kề này, tức là thời điểm Tết năm như năm nay như hiện tại. Thì cũng không thể
nói không thể không nhắc đến một sản phẩm, một bộ sản phẩm cực kỳ là được nhiều người yêu thích trong năm vừa qua, đó là một bộ RAM của Corsair. Đúng rồi, RAM Corsair đó chính là Corsair Vengeance Pro RGB. Kit RAM Corsair Vengeance Pro RGB này thì trước đây khi mà nhắc đến RAM RGB thì hầu hết mọi người đều nhắc đến cái dòng sản phẩm đến từ Z-Skin Children Z. Hoặc là chúng ta có những sản phẩm có LED đầu tiên, RAM có LED đầu tiên là của ABC. ABC. Đấy thì nhưng mà để mà nói mà RAM RGB có hiệu ứng LED chuyển đổi đẹp nhất thì trong thời điểm trước đấy đa phần mọi người đều nhắc đến là Children Z. Thì đến năm 2019 thì Corsair đã cho ra mắt cái dòng sản phẩm mới, đó chính là Vengeance RGB Pro. Thì cái dòng sản phẩm này theo đánh giá của mình là nó có cái ngoại hình vô cùng là đẹp. Cái độ sáng ở trên cái LED bar bên trên, độ sáng nó rất là cao. Và thứ hai nữa là cái khả năng đồng bộ màu, tùy chỉnh màu bởi phần mềm Corsair IQ. Thì đây là một cái phần mềm có khả năng tùy chỉnh rất là cao và tùy biến mạnh mẽ. Mà khi mà bạn kết hợp một bộ máy tính mà sử dụng toàn bộ các cái linh kiện của Corsair này thì gần như là cái hiệu ứng LED ở bên trong là hiện tại, thời điểm hiện tại chưa có cái thương hiệu nào có thể để đánh bại được Corsair về cái mảng đấy. Thật sự là như vậy, bởi vì là ngoài sản phẩm là RAM thì Corsair còn rất nhiều các sản phẩm khác liên quan đến linh kiện máy tính như là vỏ cây, nguồn và tản nhiệt nữa. Và khi mà được đồng bộ với cả phần mềm IQ của Corsair, chúng ta sẽ có được một bộ máy có một cái sự đồng bộ cực kỳ cao. Và không phải là hãng nào nó cũng có một hệ sinh thái rộng như Corsair như vậy. Thì đây là một sản phẩm mình phải nói là nó cực kỳ ổn ở trong cái thời điểm hiện tại. Khi mà mức giá bán hiện tại nó với một kit RAM 16GB như này bao gồm hai thanh, các bạn chỉ mất khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu một chút đã từng sử dụng rồi. Còn về thanh đơn thì sao? Tuấn Anh có biết giá của thanh đơn không? Thanh đơn thì theo mình nhớ không nhầm là mức giá nó hiện tại đang bán lẻ là 1.299.000. Thì cái mức giá đấy cũng rất là hợp lý, tại vì cái thanh RAM này nên như mình nói vừa rồi là cái hiệu ứng LED của nó vô cùng đẹp. Thứ hai nữa là cái độ sáng nó rất là cao, quá đỉnh luôn, đúng không? Và cái tốc độ của RAM là 3000, bớt con này là bớt 3000. Thì đây là cái bớt RAM khá cao, và đối với các bạn mà đặc biệt sử dụng CPU đến từ AMD thì cái bớt RAM cao này nó sẽ cho lại cái hiệu năng nâng cấp so với cả những con RAM có bớt thấp hơn. Và cũng không thể không nhắc đến là bộ RAM này nó có hỗ trợ là Intel XP, dành cho những bạn nào cũng sử dụng những cái hệ thống của Intel. Và các bạn nếu mà muốn chạy nó ở trên cái bớt RAM như nhà sản xuất công bố thì các bạn chỉ cần vào trong bom mạch chủ và bật tính năng là Intel XP ở trong mainboard lên là đã hoàn toàn có thể tận hưởng được cái tốc độ cực kỳ ngon lành như này rồi. Và không gì nghi ngờ đây là một sản phẩm RAM cực kỳ đáng giá trong cái thời điểm mà chúng ta đang sau thời điểm năm 2019 vừa qua. Như vậy là thực tế thì nói về những cái sản phẩm gây ấn tượng thì chúng ta cũng đã đi qua điểm qua hết rồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến một cái phần mà nói chung là vẫn phải nhắc đến, đấy là những cái sản phẩm gây tranh cãi lớn trong cái quãng thời gian vừa qua. Thì cũng không thể nào mà không nhắc đến một cú ra mắt gọi là sai thời điểm và cũng gọi là không được hợp lý cho lắm của NVIDIA. Và chúng ta không chắc chắn đã nhận ra đó là cái gì rồi, đó là chiếc GTX 1650 phiên bản thường, phiên bản cơ bản nhất mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Chiếc GTX 1650 này thì thực ra theo đánh giá của mình là khi mà NVIDIA họ cho ra mắt sản phẩm này, nó hơi cái mức giá tiền của nó chạm vào cái phân khúc mà cao hơn so với cả GTX 570, mà cái hiệu năng qua những cái bài mà đã được benchmark rồi thì bọn mình có đánh giá là những cái hiệu năng của nó thậm chí trong một vài bài nó còn thua cả RX 570, có mức giá thấp hơn khá gần một nửa. Đúng rồi, gần một nửa. Và kể cả nói như thế thì GTX 1650 nó được mặc định là một sản phẩm để thay thế cho chiếc 1050 Ti năm ngoái. Nhưng mà so về cái mặt giá cả cũng như là cái thời điểm ra mắt của nó thì nó lại bị trùng với việc chiếc RX 570 được hạ giá ở thị trường Việt Nam.
thì nó là chỉ là sai thời điểm thôi. Còn nếu mà để nói công bằng một tẹo ra cho giới TX 1650 thì nếu mà tính theo cái phương diện là nó một sản phẩm để thay thế cho một công ty thì có lẽ nó cũng không đến nỗi quá tệ. Đúng rồi, nếu mà so với cả một công ty ra mắt thời điểm trước đó thì đây quả thực là một cái sản phẩm thay thế rất là hợp lý, tại vì cái hiệu năng thì như chúng ta thấy là nó cũng đã được cải thiện so với thế hệ trước. Và cái mức giá của nó thì nếu mà so với cả một công ty ở cái thời điểm năm ngoái thì nó cũng không đắt hơn nhiều. Nếu mà năm ngoái hay là năm trước nữa là chúng ta có 750T này, đến 1050T này và hiện tại là 1650 ở thời điểm đầu năm 2019 thì cái mức giá của nó vẫn chỉ loanh quanh là từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu và 1650 nhảy vào đúng cái phân khúc đó. Đấy. Và cái sự không hợp lý và cũng như là cái nguyên nhân khiến nó bị ném đá rất là nhiều trong thời gian vừa qua đó chỉ là khi người ta so sánh nó với cả GX 570 thôi. Đúng rồi, thì mình nghĩ là đây quả thực là một cái sản phẩm gây tranh cãi, vì nguyên nhân chủ yếu mình nghĩ là đến từ GX 570 với giá thành với cả hiệu năng của nó quá ngon rồi, cho nên là 1650 ra mắt gần như là cái chỗ đứng của nó hơi thấp. Đúng là như vậy, và có lẽ là NVIDIA đã nhận ra được cái sự không hài lòng này từ phía người tiêu dùng. Cho nên thời gian gần đây, tức là chỉ cách đây khoảng vài tháng thôi, rất là ngắn, từ tháng 10 đến 11 năm 2019 thì NVIDIA đã nhá hàng và cho ra mắt chiếc GTX 1650 Super. Thì cũng giống như 1660 Super thì nó cũng sẽ sử dụng DDR6, nó cũng vẫn sẽ mạnh hơn là 1650 phiên bản thường một tẹo, và nó có mức giá ngang bằng với cả GTX 1650 luôn. Và có lẽ là đây là một cái sự sửa sai kịp thời của NVIDIA để gọi là lấy lại niềm tin của người tiêu dùng trong sau khi mà GTX 1650 ra mắt đã không quá thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một cái sản phẩm, chính là con CPU 9900KS của Intel. Thực tế thì tại sao mình lại đưa chiếc 9900KS này vào một danh sách gây tranh cãi, bởi vì là chúng ta cũng thấy một cái gì đấy nó chưa được hợp lý ở đây. Khi mà chiếc 9900K và 9900KS phiên bản đặc biệt của 9900K đã gây được thiện cảm khá là lớn với người tiêu dùng. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra dành cho chiếc 9900KS này là nó định nhắm đến đối tượng khách hàng nào? Tại vì giá thành của nó không quá rẻ nếu mà so với chiếc 9900K phiên bản thường, bởi vì là nó chỉ có mức giá thấp hơn khoảng 500.000 thôi. Nhưng mà nó lại bị mất đi là cái nhân đồ họa tích hợp. Chúng ta đã nói về thành công của chiếc 9400F rồi, vì nó rẻ, vì nó đánh được vào nhiều đối tượng khách hàng và nó phù hợp cho game thủ. Tuy nhiên thì đối với mức giá mà gọi là cận cao cấp như thế này thì cái việc cắt đi nhân đồ họa với mức giá rẻ hơn chỉ một tẹo ấy thôi, nó là một cái gì đó khá là khó hiểu. Tại vì là nó không thể nào là sử dụng được cho một cho những người làm việc được, và nó kể cả đối với game thủ thì nó cũng, mình nghĩ là đến tầm giá này cũng khá là ít người đã, tức là mua một con CPU đắt như vậy mà không bỏ ra thêm tiền mua chiếc 9900K phiên bản đầy đủ. Đúng rồi. Thì thực ra con Core i9 9900K với cái mức giá của nó như vậy thì mình nghĩ là đa phần sẽ hướng tới người dùng hoặc là game thủ cao cấp, game thủ có những người mà có cái điều kiện tài chính dư giảm chút, hoặc là những người sử dụng CPU để làm việc, biên tập đồ họa video. Thì với con 9900K thường khi mà có nhân đồ họa tích hợp thì nó là một cái lựa chọn rất là tốt, tại vì cái nhân đồ họa tích hợp đấy nó hỗ trợ giải mã video Intel Quicksync đấy, và nó là best choice trong tổng đài rồi. Còn với con CPU 9900KS này thì cái nhân đồ họa tích hợp đã được cắt giảm đi, thì gần như là những người sử dụng để làm việc thì họ không có cái, sẽ không chọn con CPU này. Chọn con CPU này, tại vì chỉ cần bỏ thêm một chút tiền thôi là bạn đã có thêm một công nghệ rất là đáng giá của Intel rồi. Thì con này mình nghĩ là nó sẽ hướng đến cái người dùng là game thủ, những cái game thủ cao cấp, những cái game thủ mà họ có cái điều kiện tài chính dư giảm một chút, thì như đa phần mọi người đều muốn là sử dụng những con CPU nó có cái giá trị cao cấp nhất trên thị trường, cao cấp nhất trong cái phân khúc đấy. Tuy nhiên thì như mình đã nói, thì nếu mà đã lên đến mức giá đấy mà chỉ chênh nhau có một khoảng cách rất là nhỏ vậy thôi, thì cái việc Intel cho ra mắt cái chiếc CPU này với mức giá như vậy thì mình cảm thấy là nó vẫn chưa có một cái gì đấy gọi là quá hợp lý, cũng như là một cái sự khôn ngoan ở trong cái việc xét giá cho một con CPU như thế này. Nếu mà nó rẻ hơn khoảng hơn 1 triệu hoặc là hơn thế đi nữa thì có khi đây là sẽ là một cái sản phẩm sẽ được các bạn để ý hơn. Đấy, còn thực tế thì nếu mà để
so sánh ra và để gọi là đặt lên bàn cân trước khi mua thì cảm thấy là nó không có gì để cạnh tranh được với chiếc 9000K cả. Và ngay cả đối với khi so sánh với chiếc 3100X của AMD ngay cạnh đây thì nó đã đắt hơn khoảng đến tận hơn 4 triệu đồng rồi. Đấy là mà trong khi cùng là cũng có 8 nhân 16 luôn và cũng có những cái xung nhân nó cũng khá là tương đồng. Thì mình thấy là nếu mà để gọi là mua thì cái sản phẩm này là một sản phẩm chưa được gọi là thành công lắm của Intel. Nhưng theo cái suy nghĩ của mình thì có thể con CPU này cũng sẽ đánh tới một cái lượng số lượng khách hàng nhỏ, đó chính là những người mà có nhu cầu muốn chơi game, muốn tối đa hóa cái chi phí của mình, cái mức giá là có thể tiết kiệm nhất có thể. Thì nhưng mà một điểm nữa cũng phải nhắc lại là những cái dòng bo mạch chủ để chạy được con CPU 9900K và 9900KF này mà chạy thể gọi chạy ổn định ngon ấy thì là không rẻ. Đúng rồi, giá thành của nó lại không hề rẻ chút nào. Đấy thì theo đánh giá của bọn mình, đây vẫn là một con CPU vẫn gây tranh cãi trong cái năm 2019 vừa qua. Và có lẽ là để mùi tương lai sáng sủa hơn cho chiếc 9100KF này thì chỉ có thể là về giá cả thôi. Hy vọng là trong tương lai Intel sẽ điều chỉnh giá của chiếc CPU này xuống ở mức nào đó để cho mọi người có thể chấp nhận được và mọi người có thể là thấy nó có một cái lý do gì đó để chọn nó thay vì cho chiếc 9900K hoặc là 9100KS của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta đã nói qua về tất cả những sản phẩm ở trên bài rồi, bây giờ nói thêm một chút về những cái gì đó nó không có đi. Ví dụ như là về tin tức về những cái CPU đời 10 của Intel trong năm vừa qua. Thì năm vừa qua thì Intel đã nhá hàng về những cái con CPU đời 10 dòng mainstream dành cho khách hàng rất nhiều lần ở những cái hỗ trợ công nghệ như là CES 2019 này, còn mới tới 2019 vừa qua rồi, nhưng mà thực tế thì chúng ta vẫn chưa thấy một sản phẩm thực tế nào được đặt lên bàn, được demo cho tất cả khán giả xem cả, mà tất cả chỉ dừng lại ở mặt tin đồn mà thôi. Rồi dừng lại mặt tin đồn thì mình nghĩ đây vẫn là một cái dấu chấm hỏi khá lớn. Nhưng mà nếu mà theo những cái tin đồn rò rỉ đấy thì mình nghĩ là năm 2020 đây có thể là một năm cũng sẽ rất là sôi động, bởi vì như cái thông tin rò rỉ ra đấy thì những con CPU thế hệ 10 của Intel nó có cái số lượng số nhân và số luồng nó sẽ vượt trội hơn so với thế hệ trước. Việc đúng như vậy. Cái việc Intel cho ra mắt cái dòng đời 10 thì dòng phổ thông của khách hàng ấy thì nó thực tế ra thì nó vẫn chưa có một cái thông tin nào quá rõ ràng cả. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái dòng CPU dành cho HDDT, dành cho những cái mainboard đời cao cũng như là những khách hàng cao cấp hơn, thì chúng ta đã thấy Intel cho ra mắt một cái dòng sản phẩm khá là ok trong thời gian vừa rồi. Thì nó là những chiếc CPU dòng X và nó có số nhân số luồng cực kỳ cao. Tuy nhiên thì để gọi là những loại CPU đó nó nhắm đến khách hàng nào thì mình nghĩ vẫn chỉ là những khách hàng cao cấp và những cái người mà có một cái nguồn tài chính dư giả mà thôi. Còn đối với những khách hàng mainstream thì họ vẫn đang phải chờ đợi xem là tiếp tục chờ đợi là xem là sắp tới Intel sẽ cho chúng ta biết cái gì. Đấy. Thì có thể là một thời gian nữa chúng ta sẽ có thể biết được là nó sẽ có được cái, chúng ta sẽ có được những gì. Câu trả lời sẽ là vào năm tới và chúng ta sẽ biết được cái đợi đi, cái đoạn cuối này chưa, đoạn cuối này các em đang 7. Và một sản phẩm nữa cũng gọi là cũng không có ở trên mặt bàn chúng ta ngày hôm nay, đó là một chiếc cạc đồ họa mà không phải ai biết, không phải ai cũng nghe nói, đấy chiếc Radeon 7. Chiếc cạc đồ họa có sử dụng GPU 7 nanomet đầu tiên của AMD trong năm 2019 vừa qua. Và cái thời nó về với chúng ta ở nội này thì mình nghe nói là nó chỉ có khoảng chưa đến một chục chiếc ở thị trường Việt Nam. Và Hà Nội đã từng được trên tay sản phẩm đó. Tuy nhiên thì khi mà các bạn xem xét ở trên những cái trang công nghệ nước ngoài và chính AMD nữa, thì sản phẩm này từ khi ra mắt cho đến lúc mà nó bị khai tử thì nó chỉ mất khoảng 6 tháng thôi. Đấy là một vòng đời gọi là ngắn kỷ lục so với một sản phẩm đã được hứa hẹn là sẽ gọi là gây ra những cái làn sóng mới cũng như là cái đột biến mới trên thị trường. Và chỉ 6 tháng cho một cái sản phẩm đấy, nó cũng là một cái sự gì đấy rất là hơi bị hớt hụt dành cho những người nào mà đang hy vọng vào những cái đột phá lớn của AMD. Cho mình nghĩ là khả năng là do AMD ngay khi ra mắt cái dòng sản phẩm đấy thì đã hiện ra là cái vấn đề giữa cái hiệu năng và cái giá thành không hợp lý lắm trong công việc.
Thực tế thì để nói là hiệu năng trên giá thành không hợp lý lắm thì không hoàn toàn đúng. Bởi vì cái sản phẩm Radeon 7 này nó được ra mắt để nó nhằm mục đích chủ yếu là đánh vào những người là sáng tạo nội dung và những người đang muốn có một cái sản phẩm mà có thể kết hợp tốt với dòng Ryzen 3000 và nó có thể giúp họ có được một cái hiệu năng cực kỳ ok trong việc render video cũng như là làm việc. Tuy nhiên thì thực tế đã cho thấy cái số lượng người dùng mà cần đến những giải pháp chuyên nghiệp như vậy nó là rất ít. Thế nên là cái lượng hàng bán ra của Ryzen 7 nó quá thấp đến mức mà AMD đã phải cho nó dừng sản xuất trong chỉ trong 6 tháng. Đấy là đủ để hiểu rằng là cái đối tượng hàng mà nó nhắm đến, mức giá mà nó có và cái tiềm năng thực sự của nó là không nhiều. Tuy nhiên bù lại trong năm vừa qua thì AMD cũng đã cho ra mắt những sản phẩm mà nó khá là đáng để chú ý. Đó chính là những chiếc Vega thuộc dòng 5700, 5600 và 5500. Thì đây là những cái sản phẩm mà cũng dựa trên tiến trình 7nm và trên kiến trúc GPU mới của họ là Navi. Đấy, và họ cũng đã cho ra mắt những sản phẩm đấy rồi. Và chúng đã có được một cái sự quan tâm khá là lớn từ phía cộng đồng và ngay kể cả đối với các đối thủ của họ thì họ cũng như là Nvidia chẳng hạn thì họ cũng đã phải đưa ra những con bài đáp trả và đó không gì khác là những chiếc card màn hình là RTX 1660 Super hoặc là những dòng Super trên đấy là RTX 2070 này, 2070 nữa và kể cả dòng card là 2080 cũng có những cái sản phẩm Super. Đúng rồi, những dòng GPU 5700 và 5700 XT thì quả thực là qua những cái bài kiểm tra về hiệu năng thì cái hiệu năng chơi game rất là ấn tượng. Có thể nói là trong một vài các cái kết quả mà bọn mình đo được thì nó đã còn cao hơn cả 2060 thôi. Và cái mức giá của nó thì cũng tương đương, chả là vừa mẻ. Cái việc AMD đã lấn sân sang cả cái thị trường GPU nó cũng cho chúng ta một cái tín hiệu rất tốt, bởi vì là khi có cạnh tranh chúng ta mới có được những cái sự phát triển ở trong cái công nghệ cũng như là cái lựa chọn cho người tiêu dùng cũng được mở ra rất là nhiều. Thì nếu mà không có AMD hay là không có những cái sự gọi là đấu đá nhau ở trong cái phân khúc đấy thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những dòng Super cũng như là không bao giờ có việc là Intel lại giảm giá những cái dòng sản phẩm của họ xuống cái mức không tưởng. Đúng như rồi. Vậy vì năm ngoái năm 2018 không thể nào tưởng tượng được là việc là chúng ta sẽ mua được một con CPU 6x6 luồng mà giá chỉ hơn 3 triệu và chúng ta luôn luôn nghĩ đấy là phải 7-8 triệu để lấy cho một cái máy build như vậy. Quả thực là sự cạnh tranh giữa các ông lớn này thì đã đem lại cho người dùng hưởng lợi được rất nhiều từ cái việc cạnh tranh này và đặc biệt nhất là cạnh tranh về mặt giá thành. Việc những cái sản phẩm dòng tầm trung cấp và cao cấp được Intel và AMD điều chỉnh giá thì cái mức giá hợp lý này thì mình nghĩ đấy là một cái tín hiệu rất là vui trong năm vừa qua. Như vậy là vừa rồi bọn mình vừa mới điểm qua những sản phẩm gây ấn tượng cũng như là những sản phẩm gây tranh cãi trong năm 2019 vừa qua. Các bạn có đồng ý với những bình luận của bọn mình hay không? Các bạn hoàn toàn có thể để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Vâng, và xin chúc mừng năm mới, chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và bọn mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.